Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo, nguyên là cán bộ quản lý của nhà trường qua các thời kỳ đã nghỉ hưu. Thưa quý thầy, cô giáo của nhà trường đã chuyển công tác. Thưa toàn thể giáo viên, nhân viên đang công tác tại trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng, các cựu học sinh của trường nói chung và cựu học sinh khóa 2, niên khóa 2001-2004 yêu quý. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày cựu học sinh khóa 2, 2001-2004 của trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng tổ chức trọng thể buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường xin nhiệt liệt chúc mừng các thầy giáo, cô giáo và các em cựu học sinh về dự khóa 20 năm ngày ra trường của cựu học sinh khóa 2. Kính chúc quý thầy cô và các em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Sự hội ngộ hôm nay cũng là động lực tiếp bước cho thầy và trò nhà trường phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong năm học đã đề ra. Lãnh đạo nhà trường mong muốn luôn nhận được các thế hệ thầy cô và các thế hệ học sinh tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ về mọi mặt để trường phát triển xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng mà các cấp lãnh đạo, nhân dân và phụ huynh học sinh đã dành cho nhà trường. Kính thưa quý thầy cô cùng các em thân mến, trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng được thành lập theo quyết định số 2396 QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiền thân là trường Phổ thông Trung học Lý Tự Trọng được thành lập theo quyết định số 44 QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường được thành lập đã đem lại niềm vui, niềm phấn khởi cho vùng quê nghèo hiếu học, đáp ứng lòng mong mỏi về nhu cầu học tập và trở thành niềm tự hào của con em người dân bốn xã phía Bắc huyện Hoài Nhơn, nay là thị xã Hoài Nhơn. Trải qua 24 năm xây dựng và phát triển, truyền thống hiếu học ấy vẫn được gìn giữ và phát huy ngày càng rạng rỡ. Nhiều thế hệ học sinh của trường đã trưởng thành, tỏa đi khắp muôn nơi, tham gia xây dựng quê hương đất nước, trong đó có thế hệ thuộc sinh niên khóa 2001-2004. Nhớ lại những ngày đầu thành lập, cơ sở vật chất còn nghèo nàn xuống cấp của trường Trung học cơ sở Hòa Châu Bắc, khóa chúng ta có 9 lớp với gần 380 học sinh. Thầy Mai Dũng là hiệu trưởng và hai phó hiệu trưởng là thầy Trần Tẩu và thầy Hồ Hồng. Trải qua nhiều thay đổi với rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng cả thầy và trò đã vượt qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện trường đang dẫn đầu số học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia so với 27 trường trung học phổ thông có hệ công lập tự chủ và là một trong những trường mạnh của tỉnh Bình Định. Cảnh quan nhà trường ngày càng xanh sạch đẹp, an toàn, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và học tập của học sinh. Chất lượng giáo dục ngày một nâng cao, kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm đều đạt và vượt mặt bằng toàn tỉnh. Hầu hết học sinh sau khi tốt nghiệp đều đi học đại học, cao đẳng hoặc trực tiếp góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định công nhận là đơn vị văn hóa cấp tỉnh năm 2003. Trường giám đốc Sở Dục đào tạo Bình Định công nhận trường kiểm định chất lượng cấp độ 2 thời hạn 5 năm lần thứ 2 2024-2029. Được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định công nhận là trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 lần 2 2024-2029. Nhiều năm liền, trường được giám đốc sở công nhận là tập thể lao động tiên tiến và được tặng giấy khen. Trường Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là tập thể lao động xuất sắc và tặng bằng khen. Được Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục đào tạo tặng cờ thi đua. Sau 20 năm nhìn lại, có học sinh tốt nghiệp năm ấy, năm 2004, nhiều em đã có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, có người đang là sĩ quan quân đội và công an nhân dân, trong đó có nhiều em đã là sĩ quan cấp trung tá, thượng tá, nhiều em đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp, trở thành người đứng đầu tại các cơ quan, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước, trở thành những doanh nhân thành đạt, hay cùng bước trên con đường của thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người, và là những cán bộ quản lý, giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng. Các em đã vững vàng bước vào đời và đã tạo được tiếng vang trong các lĩnh vực của cuộc sống. Gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, cựu sinh trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng, niên khóa 2001-2004 ngày hôm nay là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc. Nó không đơn thuần chỉ là cuộc tụ họp tình bạn hữu, mà nó còn là dịp để mỗi người cùng quay về với ký ức tốt đẹp của thời học sinh. Là cựu học sinh khóa 2, chắc chắn các em vẫn còn nhớ hình ảnh thầy và trò gian mình dưới cái nắng gần 40 độ để trồng cây phủ bóng mát trong trường. Những ngày mưa bì bõm lội bùn lội nước để vào trường vào lớp. Để hôm nay, những tán cây xanh rồi bóng mát làm dịu bớt cái nắng hè oi ả mà ngày xưa thầy trò ta chỉ mơ ước thôi cũng đã là xa xỉ. Hay những cánh phượng, hoa bàng lan làm cho môi trường chúng ta thêm tươi đẹp,
và khác biệt hơn so với những ngôi trường khác. Và còn những hàng cây phủ xanh đồi cắt trắng để thầy cô và các thế hệ đàn em sau này được giảng dạy, học tập và vui chơi trong môi trường bình yên, thoải mái. Và chắc hẳn các em sẽ không quên những giọt nước mắt của học sinh lớp 12 ngày giã từ tuổi học trò. Nhiều cái ôm siết chặt thầy cô cùng lời hứa hẹn sẽ sống thật tốt để làm rạng danh học sinh trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng. Thật không thể kể hết những cảm xúc chân tình suốt 20 năm qua. Kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các em, học sinh thì thời nào cũng vậy. Vì ông cha ta đã qua bao đời bất kết, nhắc quỷ nhì ma, thầy vẫn còn nhớ cái hồn nhiên của lũ trò A1, cái lém lĩnh của lũ trò A2, cái gương ngạnh của lũ trò A3, cái dễ thương của lũ trò A4, cái hiền lành của lũ trò A5, cái ngây ngô của lũ trò A6, cái đáng yêu của lũ trò A7, cái tinh nghịch của lũ trò A8 và cái khó chịu của lũ trò A9. Để tiếp rằng ngày đó thầy cô mới ra trường, tất cả mọi thứ đều còn rất non xanh nên chưa thể để lại cho các em nhiều bài học trưởng thành. Vì vậy các em đã cố gắng rất nhiều để có được những bước tiến vững vàng như hôm nay. Nếu ngày đó được như hôm nay, có thể trò của thầy cô đã không phải vất vả nhọc nhằn. Thầy cô luôn tự hào về các em xứng đáng là những cánh chim đầu đàn của trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng để các thế hệ đàn em noi theo. Một lần nữa, cho phép thầy được cảm ơn các em trong ban tổ chức của hội khóa 2001-2004 đã dành thời gian cho lãnh đạo nhà trường phát biểu ôn lại kỷ niệm. Cho phép tôi bày tỏ lòng tri ân, gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các nhà giáo, nguyên là cán bộ quản lý qua các thời kỳ, các vị khách quý, các thế hệ học sinh đã về lại trường xưa, gặp lại những học sinh thân thương thuở nào, góp phần cho ngày hội khóa 20 năm ngày ra trường của các em, cuộc sinh khóa 2 được thành công tốt đẹp. Xin được kính chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.